Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì xin chia sẻ với anh chị bài số 04 trong khóa học đầu tư cơ bản, đó là hướng dẫn xác định điểm mua. Và như chúng ta đã học trong những cái bài trước đó, đó là chúng ta xác định được chu kỳ của nền kinh tế với chu kỳ của thị trường chứng khoán. Chúng ta học cách để chúng ta tìm ra các cổ phiếu tốt ở bài số 02, và chúng ta cũng đã xác định được các điểm xoay chiều của thị trường, từ đó đưa ra những cái quyết định đầu tư một cách tốt nhất. Và sau khi mà chúng ta xác định các điểm xoay chiều, xác định các doanh nghiệp tốt, vậy chúng ta sẽ xác định điểm mua và điểm bán cổ phiếu cụ thể ra sao và như thế nào, thì trong bài số 04 này thì sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị về cách mà chúng ta xác định điểm mua. Đầu tiên đó là điểm mua small buy, đó là cổ phiếu đã hình thành một cái nền tảng tích lũy chặt chẽ và cho dấu hiệu kích hoạt một xu hướng tăng ở mức độ tích cực. Thì lưu ý với các anh chị, đó là điểm mua small buy, đó là giá cổ phiếu thường break out lên một cái ngưỡng kháng cự nào đó và giá tăng tích cực hơn 2%, khối lượng tăng hơn so với trung bình khối lượng giao dịch của 20 phiên gần nhất. Chúng ta thấy rằng đó là khối lượng sẽ vượt so với đường MA trung bình của 20 và tỷ lệ giải ngân đề xuất đó là 1/3 lượng dự kiến mua. Giả sử các anh chị muốn mua 3.000 thì chúng ta ở điểm mua small buy thì chúng ta sẽ mua đó là 1.000. Và các anh chị và các bạn lưu ý, đó là điểm mua small buy với cái mức độ giá tăng tích cực trên 2% và khối lượng tăng hơn so với cái mức trung bình 20 phiên gần nhất, đó là cái tín hiệu của điểm small buy. Còn điểm mua big buy là như thế nào? Điểm mua big buy thì xin chia sẻ với tất cả các bạn, đó là cổ phiếu đã hình thành tích lũy tích cực cho dấu hiệu kích hoạt một xu hướng tăng ở mức độ bùng nổ và giá cổ phiếu break out trên một cái ngưỡng kháng cự nào đó, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm mua big buy và giá bùng nổ tăng trên 4%, khối lượng tăng đột biến trên 150% so với trung bình khối lượng của 20 phiên gần nhất. Đây là hai điều kiện của điểm mua big buy, và tỷ lệ giải ngân đề xuất đó là 2/3 lượng dự kiến mua, nghĩa là chúng ta muốn mua 3.000 cổ phiếu thì chúng ta sẽ mua 2.000 tại điểm mua big buy này. Và lưu ý với tất cả các anh chị, đó là đây là một phiên điểm mua big buy cho giá tăng rất là mạnh trên 4% cùng với cái khối lượng giao dịch tăng hơn 150% so với trung bình của MA 20 phiên, thì đây là những cái điểm mua big buy và chúng ta sẽ giải ngân 2/3 lượng dự kiến. Sau đó xuất hiện thêm các điểm mua gia tăng như là small buy thì chúng ta sẽ giải ngân thêm 1/3 cái lượng dự kiến. Thế là chúng ta đã mua đủ cái lượng dự kiến rồi từ hai điểm mua đó là big buy và small buy. Lưu ý với tất cả các anh chị, đó là chúng ta cần hiểu rõ, đó là điểm mua small buy là kích hoạt một xu hướng tăng ở mức độ tích cực, nghĩa là từ giai đoạn tích lũy bắt đầu có những cái trạng thái kích hoạt ở trạng thái tích cực. Còn điểm mua big buy đó là kích hoạt một xu hướng ở trạng thái bùng nổ và thỏa mãn các điều kiện, như thế đã chia sẻ với tất cả các anh chị. Và sau đây là một số những ví dụ thực tế mà các anh chị theo dõi, thì chúng ta thấy rằng phiên này đó là một cái phiên điểm mua big buy, đó là giá tăng trên 4% cùng với khối lượng và dòng tiền bùng nổ tăng rất mạnh so với trung bình của 20 phiên trước đó. Bên cạnh đó thì chúng ta xác định tiếp được cái điểm mua small buy. Điểm mua small buy này thì chúng ta thấy rằng về mức độ giá vẫn là tích cực, tuy nhiên về khối lượng thì chỉ tăng hơn so với mức trung bình một chút thôi. Thì đây là những cái điểm mua small buy. Giả sử chúng ta muốn mua 3.000 thì tại những cái điểm mua trước đó thì big buy chúng ta mua 2.000 và small buy chúng ta mua 1.000 là đạt cái lượng mà chúng ta dự kiến mua. Đây cũng là những cái ví dụ thực tế về điểm mua cổ phiếu. Đây là những cái điểm mua big buy của cổ phiếu ABC, đúng không ạ? Và đây là những cái điểm mua small buy này. Thì sau đó cổ phiếu cũng tăng rất là mạnh nhé. Đây là những điểm mua sau một cái giai đoạn mà tích lũy chặt chẽ, thì cổ phiếu đã xuất hiện cái điểm mua small buy. Sau đó là cổ phiếu đã tăng rất là mạnh và không cho những cái điểm mua big buy nữa. Nghĩa là giả sử chúng ta mua 10.000 cổ phiếu thì chúng ta chỉ mua được 1/3 trong vùng này thôi. Còn 2/3 còn lại thì không có những cái điểm mua thì chúng ta cũng sẽ không giải ngân được. Và lưu ý với tất cả các anh chị, đó là trong những cổ phiếu mà chúng ta dự kiến để chúng ta mua thì có những cổ phiếu có cả big buy, small buy hoặc là nhiều điểm xuất hiện nhiều điểm big buy, small buy. Tuy nhiên cũng có những cổ phiếu chỉ xuất hiện những cái điểm mua như là small buy hoặc là điểm mua big buy, thì các anh chị và các bạn cần phải lưu ý. Chúng ta luôn luôn linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Đây là một cổ phiếu SHS. Đây là một trong một cái trạng thái điểm mua big buy, đó là dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại và giá tăng rất là mạnh. Sau đó xuất hiện cái điểm mua small buy, giá cũng tăng trên 2% và khối lượng tăng trên mức trung bình. Thì sau đó là kích hoạt một cái xu hướng tăng ở trạng thái bùng nổ và cổ phiếu cũng tăng rất là mạnh từ vùng giá
7.5 lên vùng giá 15, và gần như chúng ta thấy rằng đó là mức độ tăng 100% của cổ phiếu SSS, đúng không? Đây cũng là một cái trạng thái chia sẻ với các anh chị, đó là cổ phiếu đã vượt một cái đường cản chéo của một xu hướng giảm thì xuất hiện những cái điểm mua big buy. Thì chúng ta thấy rằng cái điểm mua này với giá và khối lượng tăng rất mạnh tại điểm mua big buy, và giá tăng trên 4%, khối lượng tăng trên 4%, thì chúng ta sẽ giảm ngân 2/3 và sau đó xuất hiện cái điểm mua small buy ngay sau đó. Đó là về mức khối lượng thì đã đạt được trên 4%, tuy nhiên là về mức giá thì chỉ đạt trên 2% thôi. Thì đây là những cái điểm mua small buy và big buy ở trong cụ thể. Ngoài hai điểm mua small buy và điểm mua big buy thì chúng ta sẽ có một cái điểm mua nữa, đó là điểm mua pullback. Điểm mua pullback đặc điểm là như nào? Đó là các cổ phiếu vận động trong một xu hướng tăng hoặc ít nhất là một xu hướng trung lập. Xu hướng tăng, đây là những cái điểm mua chuẩn. Lưu ý là đây là những cái điểm mua big buy, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng giá và khối lượng tăng rất là mạnh và để kích hoạt một xu hướng sau cái giai đoạn tích lũy và kích hoạt xu hướng ở trạng thái bùng nổ, và sau đó cổ phiếu tăng và có những cái trạng thái điều chỉnh về quanh những cái vùng hỗ trợ. Và các anh chị lưu ý là điểm mua pullback là những cái điểm mua mà cho thấy rằng đó là xu hướng cổ phiếu vẫn đang là một cái xu hướng tăng hoặc ít nhất là một xu hướng trung lập. Tuy nhiên là nếu cái điểm mua pullback là một trong khi mà cổ phiếu ở xu hướng tăng thì sẽ cái mức độ an toàn và cái xác suất thành công sẽ là cao hơn rất là nhiều. Và quan trọng là đó là những cái đường MA20 vẫn đang hướng lên. Lưu ý với các anh chị, đây là những đường MA20 và đường MA10 thì vẫn đang có một cái xu hướng hướng lên. Và chúng ta thấy rằng khi cổ phiếu điều chỉnh về đường MA20 này đã bắt đầu xuất hiện những cái cú bật lại này. Và chúng ta thấy rằng đây là khi cổ phiếu điều chỉnh về đường MA20 đã xuất hiện các cú bật lại này. Có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng đường giá xuyên thủng đường MA20, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là chúng ta vẫn thấy rằng sau đó vẫn xuất hiện những cái cú pullback bật lại, thì đây là những cái điểm mua của pullback nhé. Lưu ý với các anh chị đó là đặc điểm là cổ phiếu phải vận động trong một xu hướng tăng hoặc là trong một xu ít nhất là một xu hướng trung lập để cái xác suất thành công của điểm mua pullback là cao nhất. Cái thứ hai nữa là đường hỗ trợ MA20 vẫn có xu hướng hướng lên, và có những trường hợp đó là cổ phiếu gãy khỏi đường MA20 và sau đó quay trở lại tăng này, hoặc gãy trở lại đường MA20 sau đó quay trở lại tăng, thì đây là những cái cú gọi là những cái cú nảy, đúng không ạ? Và đã xác nhận đây là những điểm mua pullback 1 và điểm mua pullback 2. Và các anh chị lưu ý về cách mua tại điểm mua pullback, đó là tỷ lệ mà chúng ta dự kiến mua đó là 1/3 cái lượng dự mua. Giả sử lưu ý các anh chị chỉ mua trong điểm mua pullback để tránh cái rủi ro T+3, nghĩa là bây giờ các anh chị muốn mua dự kiến mua tầm 3.000 cổ phiếu thì chúng ta chỉ mua tại điểm mua pullback như là điểm mua small buy, đó là chúng ta chỉ giải ngân 1/3 cái lượng dự mua của chúng ta thôi và không mua muộn quá 2%, nghĩa là khi cổ phiếu đã có cái tín hiệu pullback, giả sử cổ phiếu đang tăng tầm 3%, đã có những cái tín hiệu pullback thì các anh chị sẽ chúng ta sẽ vào mua, nhưng chúng ta đừng mua muộn khi mà cổ phiếu tăng trên 5%, hoặc là phiên ngày hôm nay tăng 3%, phiên ngày hôm sau lại tăng 2-3% nữa, thì đó là những cái điểm mua muộn và chúng ta hạn chế mua để tránh rủi ro về cái mức độ điều chỉnh giá và rủi ro về cái mức độ T cộng, và không mua gia tăng. Lưu ý với các anh chị đó là cắt lỗ theo quy tắc T+5. Nếu trong vòng T+5 mà có những cái trạng thái rủi ro cổ phiếu lại không đi đúng theo cái nguyên tắc của chúng ta thì chúng ta phải cắt lỗ, và cắt lỗ sớm khi tại những cái điểm mua pullback này là những cái điểm mua về những cái đường hỗ trợ của MA20, nhưng sau đó cổ phiếu bật trở lại và lại tiếp tục thủng đường MA20, thì tại những cái vùng đó thì chúng ta phải chấp nhận là cắt lỗ sớm. Và lưu ý với tất cả các anh chị đó là cái lượng mà chúng ta dự kiến mua thì đó là 1/3 lượng dự mua. Đó là Thế đã chia sẻ với các anh chị về những cái điểm mua mà chúng ta thử sử dụng trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư cổ phiếu sau cái giai đoạn mà chúng ta hiểu được chu kỳ của thị trường cũng như là chu kỳ của thị trường chứng khoán và chu kỳ nền kinh tế. Bên cạnh đó chúng ta biết cách lựa chọn ra các cổ phiếu có tiêu chuẩn A+, đúng không ạ, hoặc các cổ phiếu dẫn đầu ngành, và kết hợp với đó là chúng ta sẽ xác định được các điểm xoay chiều của thị trường chung, nghĩa là chúng ta chỉ tham gia khi thị trường chung đang xác nhận cái xu hướng tăng, và từ đó chúng ta sẽ tìm các điểm mua. Điểm mua đó là điểm mua small buy, điểm mua big buy và những cái điểm mua pullback. Đây là 3 điểm mua mà các anh chị sẽ cần lưu ý trong cái quá trình của mình. Và Thế cũng thường xuyên khuyến nghị và chia sẻ với tất cả các anh chị trong cái Zoom tư vấn của mình, thì các anh chị có thể theo dõi và tham khảo. Đây là cái quy tắc về 3 cái điểm mua mà sử dụng trong quá trình đầu tư. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi
Bài số 04 đó là xây dựng quy tắc về cái điểm mua, và xin hẹn gặp lại các anh chị trong bài tiếp theo trong khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.